Kính chào quý vị và các bạn. Nhiều anh chị em hỏi thế nào là tài sản được tặng cho riêng, thế nào là tài sản được thừa kế riêng. Luật thì định nghĩa như thế này quý vị và các bạn ạ. Tài sản được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân của người nào là của người đó. Cái quy định này có từ khi luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và tiếp nối cho đến năm 2000, luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Để hiểu cái trường hợp này như thế nào, chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện kể. Một bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta bảo rằng là: chị ơi, em với bà xã em là kết hôn năm 2001, giờ má ruột em muốn tặng cho em cái nhà. Theo chị là nhà này là nhà của em hay là nhà của em và bà xã em? Chưa tặng cho các bạn ạ. Chưa tặng cho. Tôi bảo vậy chứ việc hôn nhân theo phong tục Á Đông là chuyện của anh, của em và của chúng ta là chuyện bình thường. Đó là những lúc mà gọi là thuận thảo. Còn những lúc mà không còn thuận thảo nữa, của tôi vẫn là của tôi, của ông, của tôi tạo lộc trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn chia đôi. Các bạn thấy không? Thì thông qua một cái câu chuyện thực tế này, tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn để chúng ta hiểu thêm thế nào là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000, vì anh bảo với tôi rằng là anh được mẹ tặng cho, chuẩn bị tặng cho vào năm 2019. Anh và bà xã anh kết hôn năm 2001. Thì anh và bà xã anh kết hôn năm 2001. Vậy là trên nguyên tắc là chúng ta sẽ áp dụng luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong luật hôn nhân và gia đình năm 2000 có một cái vấn đề là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vậy thì cái cuộc hôn nhân của anh kéo dài 18 năm. Tôi xin nói nha, là không có bất cứ một cái sự mâu thuẫn trong cái việc hôn nhân nha. Tôi không nói rằng là để nồi da sáu thịt bất cứ một cái gia đình ai hết. Thì tới nay đã 18 năm rồi, mẹ anh quyết định tặng cho riêng con trai của bà một cái nhà. Vậy thì bà đến phòng công chứng, bà chỉ cần cung cấp cái người được tặng cho là tên của anh, không có tên của người vợ anh, thì được xem là tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Và cái việc mà sau khi mẹ anh tặng cho xong rồi thì chúng ta sẽ được quyền định đoạt. Sau khi ra tên anh rồi, anh được quyền định đoạt tài sản riêng của mình trong thời kỳ hôn nhân theo cái giấy chứng từ sở hữu nhà các bạn ha. Câu hỏi đặt ra rằng là tại sao luật sư phải đưa ra những cái quy định của pháp luật cho tới thời điểm này? Thì thực tế thì lý do tại sao tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn, muốn phân tích cho quý vị và các bạn những cái góc khuất mà khó có luật sư nào dám đưa cho quý vị và các bạn. Các bạn biết không, từ phân tích của Vũ Trung Nguyên, chúng ta hiểu thêm có thể trong thời kỳ hôn nhân trên nguyên tắc là phải chia 50%, 50%. Tuy nhiên rằng công sức đóng góp trong cái khối tài sản và lúc đó thì mệt mỏi lắm quý vị và các bạn. Vậy thì có những cái câu hỏi thực tiễn trong cái khi mà tôi tư vấn, tôi thành nghề thì tôi đưa đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Và câu hỏi này, câu trả lời này không dành cho những ai xem vợ chồng là một các bạn ha. Nếu mà người mẹ chồng này họ thấy rằng là việc tặng cho con ruột và cho luôn cả con dâu thì bà sẽ kêu hai vợ chồng ra cộng với giấy chứng nhận kết hôn, bà bảo rằng là thôi thì bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, bà tặng cho cái căn nhà này cho hai vợ chồng
Thì sau này nếu trong trường hợp vợ chồng cái anh khách hàng của tôi cơm không lành, canh không ngọt thì khởi kiện ra tòa thì được xem là tài sản được tặng cho chung trong thời kỳ hôn nhân. Và như vậy tặng cho chung thì trên nguyên tắc mỗi người được 50% tài sản các bạn ạ. Tôi có những cái hướng dẫn khởi kiện chia tài sản sau khi ly hôn, cũng có những cái hướng dẫn về phân chia tài sản ly hôn, con chung và tài sản chung. Dĩ nhiên một cái gói có một cái phí vừa phải. Nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì chúng ta hãy mạnh dạn liên hệ với số điện thoại của luật sư Thu để ở dưới đây. Số lượng của chương trình của quý độc giả thân thương của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta ngày càng nhiều, cho nên khi tôi tư vấn thì chúng ta sẽ hạn chế trong thời lượng là từ 5 tới 10 phút các bạn nhé, để chúng ta không cần phải nói dông dài mà chúng ta tập trung vào cái mục tiêu chính chúng ta muốn hỏi luật sư, để tránh những trường hợp cái khung giờ đó đã quá tải. Tôi vẫn mong muốn cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nhân rộng lên, và để nhân rộng lên thì mỗi người cũng phải nhường nhịn nhau một chút xíu để chúng ta cùng sống, cùng cập nhật được kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, kênh luật sư Thu Đoàn và kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta đều của tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Tôi không đồng ý với một cái bạn nào đó sử dụng video của tôi tải về trên kênh YouTube, đó là trường hợp re-up. Và đây là những video tôi nghĩ rằng là các bạn phải hiểu. Nếu quý vị và các bạn, các anh chị em làm YouTube thấy một cái video nào của luật sư Thu post lên trên một cái kênh nào đó, YouTube nào đó, thì các bạn báo lại cho Thu, dĩ nhiên sẽ có một ly cà phê. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.